Cổ trước đây đã từng nói, khi chuyển đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, đức vua Lý Thái Tổ chưa cho xây thành Thăng Long, chưa xây tông miếu mà sắc cho dân xây 8 ngôi chùa. Có người hỏi đức vua, phải chăng ngài không biết cha mình là ai cho nên không cho xây tông miếu? Ngài cười mà nói rằng điều còn quan trọng hơn cả tông miếu đó chính là lòng dân và sức dân. Ta cho dân xây chùa chính là để cố kết nhân tâm, vun bồi trí đức mà dựng nghiệp lớn cho xã tắc. Dân đã vững, nước trường tồn, lo gì tông miếu không vững. Lời dạy đó vẫn còn nguyên giá trị tới ngày nay. Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam quan tâm tới đạo pháp và dân tộc gắn với sự trường tồn của đất nước, khi Đảng và Nhà nước quan tâm tới tự do tôn giáo, tạo điều kiện cho các tôn giáo được hoạt động, các công trình tôn giáo được phát triển, việc có một ngôi thiền viện góp vào cùng với hơn 18.000 ngôi chùa đã có ở Việt Nam trở thành những trung tâm học Phật, tu Phật theo đúng như lời đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã dạy. Có đạo Phật, có sự cố kết nhân tâm, có vun bồi trí đức thì nghiệp lớn dựng nước trường tồn sẽ thành. Hôm nay chúng ta gắn giữa đạo và đời sự hiện diện của các bác nguyên là lãnh đạo, của các bác lãnh đạo các cấp từ trung ương tới địa phương, sự hiện diện của chư vị tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trung ương cho tới các chùa, các trụ xứ và đông đảo bà con Phật tử, đủ nói lên sự gắn bó và hòa quyện giữa đạo với đời. Sự hiện diện của chúng ta hôm nay không chỉ là khánh thành một ngôi thiền viện, mà chính là biểu dương sức mạnh của sự đoàn kết, biểu dương những giá trị đạo đức, văn hóa mà Phật giáo đã mang lại cho đời sống dân tộc hơn nhiều nghìn năm nay. Xin kính thưa quý vị, Phật giáo với 8 và 4.000 pháp môn khác nhau, nhưng tu thiền và đặc biệt thiền phái của Đức Sơ Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông là Phật giáo Việt Nam. Đức vua Trần Nhân Tông khi sinh thời, ngài đã nghĩ tới việc cần phải có một Phật giáo để làm sao những người có trí tuệ cũng tu được, những người dân tài cũng tu được, và những người lính cầm gươm giáo ở chiến trường cũng tu được. Chính vì thế ngài đã kết hợp chắt lọc sự tinh túy của các thiền phái đã có lúc bấy giờ để sáng tạo nên dòng thiền Trúc Lâm, lấy tông chỉ quan trọng nhất, đó chính là tu tâm. Tâm lành, tính thiện là đã có Phật. Làm việc tốt, nói lời hay, thương yêu, kính trọng mọi người là đã có Phật. Và tư tưởng hòa quang đồng trần chính là tư tưởng đoàn kết cao nhất mà Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông muốn mang đến cho mọi người để cùng nhau mà xây dựng đất nước, xây dựng một cuộc sống an lành. Hòa quang đồng trần chính là hòa ánh sáng của Phật Pháp. Người biết nhiều, hiểu nhiều là ngọn đèn sáng. Người ít biết
nhiều là ngọn đèn nhỏ, ai cũng có đèn Phật pháp trong mình. Nếu tất cả những ngọn đèn Phật pháp đó